cuối tháng 5 âm lịch, hai con giáp may mắn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, ngoài việc tiên đoán vận may vào mỗi năm, thì trong mỗi thời điểm cũng có không ít những biến động. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong muốn mình sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp nhất. Nếu như không thể giàu có, thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày phức tạp, bản thân mỗi người phải luôn tự nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt được điều mà mình mong muốn. Trong năm Tân Sửu 2021 sẽ có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, được thần tài và quý nhân chiếu cố. Đặc biệt, thời điểm cuối tháng 5 âm lịch tới đây sẽ có một số con giáp được phù trợ nồng hậu hơn cả. Những con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, những thành quả mà họ đạt được trong khoảng thời gian này có khả năng phát triển, vững vàng và ổn định, giúp cho họ có được cuộc sống viên mãn về sau. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Dậu. Xin chúc mừng tuổi Dậu là con giáp đầu tiên gặp thời đổi vận, được thần Phật chiếu cố trong thời điểm cuối tháng 5 âm lịch. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu còn là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn, kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Vận trình thời điểm cuối tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Dậu có thể coi như đại vận rực rỡ nhất trong cả năm. Cùng mệnh vừa xuất hiện thiên ất quý nhân lại lâm vào chính quan đại vận, rất thích hợp để phát triển hoặc xây dựng kế hoạch mới cho sự nghiệp. Vận khí cũng đem tới vận may và tìm kiếm quý nhân cho đường tài lộc của bản mệnh. Tháng Giáp Ngọ được coi là tháng tiêu hết tiền lại có cơ hội kiếm tiền mới. Mệnh chủ tuổi Dậu khiến những người xung quanh phải ghen tị, cùng tử vi cũng cho thấy chuyện tình cảm tuổi Dậu thời điểm này phát triển rất rực rỡ. Những mệnh chủ độc thân có cơ hội rơi vào lưới tình. Những mệnh chủ đã lập gia đình thời gian này, tình cảm đi lên rất nhiều. Về phương diện sự nghiệp, vận sự nghiệp trong thời điểm cuối tháng của mệnh chủ tuổi Dậu nhận được sự hậu thuẫn to lớn từ chính quan thần sát và thiên ất quý nhân. Vậy nên những mệnh chủ đang có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có ý tưởng làm việc thì nên tận dụng thời gian này để triển khai. Quý nhân xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội thắng lợi trong công việc. Người làm chủ nên chủ động tuyển dụng. Cơ duyên trời ban sẽ đem tới cho bản mệnh một quý nhân viên, giúp chuyện làm ăn thăng tiến. Vì mặt nghề nghiệp có nhiều khả năng phát triển, nên bản mệnh hãy dốc toàn bộ sức lực, thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Những mệnh chủ đang làm công ăn lương cũng sẽ được lãnh đạo tán dương. Ngoài ra, sự xuất sắc của bản mệnh sẽ được đền đáp bằng tài vận. Đặc biệt, thiên ất quý nhân đem đến một tư duy nhanh nhạy, bản mệnh nên học thêm một kiến thức mới giúp tăng cường kỹ năng nghiệp vụ. Về phương diện tài lộc, tháng Giáp Ngọ gặp thiên tài tàn Giáp Mộc,
lại thêm ngọ hỏa khắc chế Dậu Kim, sinh vận tài lộc. Vậy nên cuối tháng này, mệnh chủ tuổi Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về mặt tiền nong, bản mệnh sẽ tự tìm kiếm được một khoản không nhỏ. Tinh Thò Vát vốn có cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích trữ tiền bạc trong thời điểm này không phải là nhỏ. Nhưng nghiêm cấm các suy nghĩ tiêu dùng đồ xa xỉ nên khống chế ham muốn vật chất của mình. Đây là khoảng thời gian thích hợp để bản mệnh cầu tài, cầu lộc. Ngoài ra, những mệnh chủ mới lập nghiệp có vận trình được thiên cát và thiên phúc tinh trợ mệnh, khả năng kiếm tiền trở nên nhạy bén và gặp nhiều may mắn hơn. Về phương diện tình cảm, vận trình tình duyên thời điểm này của tuổi Dậu tương đối ổn định, người đã có nửa kia tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bản mệnh trân trọng, tạo nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Ngoài ra, vì quan hệ xã hội của tuổi Dậu phát triển rực rỡ thời gian này nên bản mệnh cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tượng hợp tác để tránh hiểu nhầm phát sinh. Người độc thân trong thời điểm này cũng có vận đào hoa hưng vượng, thiên phúc quý nhân đem tới nhiều tin vui về nhân duyên bạn bè hơn. Hãy tích cực tham gia các cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp, duyên lành sẽ tự tìm tới bản mệnh. Về phương diện sức khỏe, tháng hỏa khí tiêu hao gây thủy yếu, gây cơ thể khô khan, tim thận phải hoạt động quá nhiều. Hệ miễn dịch của tuổi Dậu trở nên kém đi, sinh nhiều mụn, các bộ phận như miệng thường xuyên bị viêm, nhiệt. Đồng thời, thời tiết khô nóng khiến bản mệnh thường xuyên lạm dụng các loại nước uống như nước ngọt, coca, bia hơi. Những loại nước này không thể thay cho nước lọc vì chúng mang nhiều đường và chất điện giải, khiến khó tiêu hóa, ăn không ngon, ngủ không yên. Cách tốt nhất để có một cơ thể khỏe mạnh là rèn luyện thể thao thường xuyên, ăn đồ ăn thanh đạm, có lợi cho đường tiêu hóa. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông thuận lợi, mệnh chủ tuổi Dậu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Dậu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, tuổi Ngọ là con giáp thứ hai được đổi vận giàu sang, thật may mắn trợ giúp trong những ngày cuối tháng năm âm lịch. Tuổi Ngọ là người luôn hành động, họ cũng rất tích cực trong việc gặp gỡ, giao lưu với người khác, kể cả người ở vị trí cao hơn mình. Từ đó mà họ tạo được cho mình một mối quan hệ rộng rãi, đa dạng, luôn vui vẻ với mọi mối quan hệ. Họ cũng rất thân thiện với những người tiếp cận lại mình. Dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng họ hoàn toàn có thể nói chuyện một cách thoải mái. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ là người rất thông minh, có khả năng nhớ, xử lý mọi việc rất nhanh, từ khâu nhận thức đến hành động, từ học hành đến công việc. Ngoài tốc độ, họ còn giỏi trong việc lập kế hoạch và hành động, theo đó nên mọi việc được xử lý một cách hết sức suôn sẻ. Vận tử vi của người tuổi Ngọ gặp tháng Giáp Ngọ, cuối tháng vận trình sẽ chuyển biến tốt đẹp nếu biết cách vận động, trong động lấy tài. Dương khí thịnh vượng thúc đẩy công việc của bản mệnh thăng tiến, người làm chủ, tiền đồ rộng mở, triều bình mãi mã, sự nghiệp đạt nhiều thành tựu. Người làm công ăn lương có điểm thăng chức hoặc có chút thưởng nhỏ từ công ty. Lúc này, bản mệnh nên mạnh dạn ứng cử mình, sớm nhận nhiệm vụ khó để được lãnh đạo chú ý và tin tưởng. Ngoài ra, những người còn đang tìm kiếm công việc có thể sẽ dừng bước tại một vị trí mình mong muốn. Chuyện tình cảm trong thời gian này vô cùng hòa hợp, đôi bên đều biết trân trọng lẫn nhau. Về phương diện sự nghiệp, bước vào thời điểm cuối tháng năm âm lịch, hai ngọ song hành khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều thử thách bất ngờ. Quan hệ ngọ tương hình ám chỉ rằng để thay đổi vận mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn. Tuy nhiên, vì tương hình nằm ở trong mối địa chi tương khắc nên bản mệnh cần chú ý công ty đối thủ chơi trò mờ ám. Mặt khác, sự tồn tại của điều khắc hung tinh nhắc nhở bản mệnh nên chú ý mối quan hệ tập thể,
chút bất hòa có thể gây cản trở công việc. Hãy nhân này lắng nghe tất cả ý kiến của mọi người, kể cả những người có năng lực làm việc yếu nhất. Ngoài ra, những mệnh chủ đã lập gia đình trong thời gian này phải lưu ý chuyện trong nhà, quan hệ mẹ chồng con dâu, mâu thuẫn, khiến gia đình có thể bị chia cắt tạm thời. Về phương diện tài lộc, phải trình thời điểm này mệnh chủ tuổi Ngọ không được tốt, thiên tài tăng số trong giáp Mộc lại bị ngọ hỏa thiêu đốt, khiến vận tiền tài khó mà tốt lên được. Thời điểm này, bản mệnh phải chi tiêu nhiều thứ linh tinh ngoài luồng như đồ điện hỏng, xe gặp sự cố, bị phạt tiền. Điều khách không tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc vì vấn đề sức khỏe. Nếu được, bản mệnh nên kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời hạn chế chuyện tiền nong qua lại với người thân trong nhà. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Về phương diện tình cảm, trong tháng giáp Ngọ này, phần trình tình cảm của những người độc thân bình ổn, không có vấn đề hay trở ngại nào. Nếu biết cách quan sát và nhân lại, chờ đợi thì cơ hội có tình yêu mới không phải nhỏ. Tuy nhiên, đề phòng có kẻ cạnh tranh tình cảm, quan hệ tương hình thường đem tới dấu hiệu xuất hiện người thứ ba. Người đã lập gia đình gặp nhiều vấn đề trục trặc về quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đây là thời điểm đau đầu vì chuyện nhà cửa của tuổi Ngọ. Nếu xử lý không khéo, phận công việc của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng. Điều khách lại có cơ hội làm càn. Về phương diện sức khỏe, bước vào tháng giáp Ngọ, dương khí hương thịnh, dục tính mạnh mẽ, tuổi Ngọ nên biết tiết chế trong quan hệ vợ chồng, tránh xảy ra những tình trạng quá sức hay thường xuyên mệt mỏi. Đồng thời tháng giáp Mộc, vị trí dạ dày, miệng đều phải được lưu ý, nên thay đổi thực đơn hàng ngày. Quý gia chủ có thể ăn nhiều cá tôm, bổ sung tinh lực cho trí não. Thời tiết khô nóng cũng gây ra bệnh dị ứng cho ngũ quan, bản mệnh cần phải đề phòng. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tường trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không như vậy, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tử vi của hai con giáp may mắn cuối tháng 5 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.